Bài hôm nay mình sẽ giới thiệu quá trình tiêu hóa trong dạ dày. Như vậy, đầu tiên chúng ta cần hiểu dạ dày là gì. Dạ dày là phần phình to và có thể tích lớn nhất của ống tiêu hóa. Nó làm chức năng chính là tích thức ăn sau quá trình tiêu hóa ở khoang miệng. Như vậy, nó gồm hai quá trình, đó là sự co bóp cơ học và sự tiêu hóa hóa học. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng cái. Ở phần tâm vị, tâm vị là do không có cơ vòm thắt giống như môn vị, mà nó chỉ đóng mở nhờ lớp niêm mạc dày lên và cơ hoành bao bọc xung quanh. Do vậy tâm vị không đóng chặt như môn vị. Tâm vị mở thức ăn chuyển tới phần cuối của thực quản. Tâm vị mở thức ăn và chuyển tới phần cuối của thực quản. Do kích thích của thức ăn và cơ chế phản xạ ruột, tâm vị mở thức ăn mở ra cho thức ăn dồn vào dạ dày. Thức ăn dồn vào dạ dày thì nó sẽ trung hòa với axit của dịch vị và nguyên nhân và là nguyên nhân của tâm vị đóng lại. Ở phần thân và hạ vị, lúc dạ dày trống rỗng ấy, các đợt co bóp của dạ dày yếu và thưa. Khi cảm giác đói tăng dần lên thì nhịp co bóp nó cũng tăng lên cả về tần số và cường độ. Rồi đến những cơn co bóp mạnh gọi là những cơn co bóp đói. Ở phần hạ vị thì phần này thì thành cơ dày, co bóp mạnh, thức ăn được nghiền nát, nhào trộn với dịch vị để biến thành một dịch lỏng gọi là vị cấp, rồi được chuyển qua môn vị xuống tá tràng. Ở phần môn vị bình thường ở môn vị thì vẫn hay mở. Nhưng khi bữa ăn bắt đầu thì dịch vị tâm lý ấy, nó tiết ra một lượng HCl rơi xuống tá tràng. Và từ tá tràng kích thích ngược lại, làm cho môn vị đóng lại. Mỗi nhịp co bóp của dạ dày sẽ gây ra áp lực làm mở môn vị. Và một lượng vị cấp được đẩy xuống tá tràng. Sự tiêu hóa hóa học trong niêm mạc dạ dày có rất nhiều tuyến dịch vị. Mỗi tuyến vị được cấu tạo bởi các loại tế bào khác nhau. Trong đó, tế bào tiết ra enzyme pepsinogen và các loại enzyme tiêu hóa khác. Tế bào tiết ra HCL, tế bào cổ tiết ra chất nhầy mucin, tế bào nội tiết ra hormone gastrin. Cấu tạo của tuyến vị cũng tạo ra các túi đặc trưng dịch vị. Trên bề mặt phủ một lớp chất nhầy để bảo vệ tác dụng chính của dịch vị. Như thế thì chúng ta sau khi đọc xong bài này, chúng ta cần phải so sánh hai quá trình hóa học và quá trình cơ học. Ở quá trình cơ học chúng ta có ba phần tương ứng với ba phần của dạ dày và chúng ta có ba quá trình này tương ứng với ba quá trình đó, thì chúng ta sẽ tìm hiểu các cơ liên quan đến dạ dày khác nhau. Và bây giờ chúng ta vào cụ thể hơn nhìn cái slide này. Tiêu hóa ở dạ dày hoạt động cơ học ở dạ dày, chúng ta tìm hiểu cụ thể hơn. Thì khi ta tăng nồng độ đường huyết ấy, thì được điều hòa bởi motilin và dây thần kinh ít. Tiêu hóa dạ dày hoạt động cơ học của dạ dày, chức năng của nó là trữ thức ăn, tăng từ 50ml đến 1,5 lít nhưng không tăng áp suất. Nó trộn thức ăn với dịch vị. Dạ dày càng căng thì điện thế độc chồng lên lấy nhau, nó co thắt. Tiếp theo nó sẽ nhào trộn đẩy thức ăn 3 đến 4 lần trên 1 phút. Nó tạo ra vị chất. Vị chất này là cái dịch vị ấy, mà như ban nãy mình nói ấy. Đây này. Lúc dạ dày trống rỗng, cái đợt co bóp của dạ dày yếu và thưa, cảm giác đói tăng dần. Bình thường môn vị vẫn hé mở. Nhưng khi bữa ăn bắt đầu ấy, thì dịch vị tâm lý nó tiết ra một lượng HCL rơi xuống tá tràng. Từ tá tràng nó sẽ kích thích ngược lại môn vị và nó giúp cho môn vị đóng chặt lại.
Mỗi nhịp co bóp của dạ dày sẽ gây áp lực làm mỡ mô vị và một lượng vi chất được đẩy xuống cá tràng. Đấy, vậy thì nó nhiệm vụ của nó là nó sẽ đưa thức ăn xuống cá tràng. Tiếp theo là nó sẽ tống thức ăn ra khỏi dạ dày. Quá trình tống thức ăn ra khỏi dạ dày, trương lực cơ vòng ở mô vi tức là phần cuối cùng của cái dạ dày chủ yếu và cơ mô vi luôn đóng, cơ mô vi nó luôn đóng, nước và dịch sẽ qua được 20 ml vị cốc sẽ qua trong một đợt nhu động, nghĩa là khi mà dạ dày nó co bóp ấy thì 27 ml vị cốc nó sẽ được qua. Nhu động dạ dày và hang vị có 80% thời gian là thức ăn ở dạ dày để nhào trộn, 20% còn lại thời gian thì sóng nhu động sẽ đẩy thức ăn. Đây này, quá trình nó sẽ diễn ra như sau: thức ăn sẽ xuống tâm vị. Tại tâm vị thì sao không? Thì không có cơ vòng để co thắt mô như ở mô vị, mà chỉ đóng mở nhờ cái lớp niêm mạc dạ dày lên thôi, dạ dày lên và cơ hoành bọc xung quanh thôi. Do vậy tâm vị sẽ không đóng chặt như ở mô vị đâu, mà tâm vị nó sẽ mở thức ăn chuyển phần được chuyển từ thực quản đấy. Và do kích thích của thức ăn và cơ chế phản xạ của cái tâm vị sẽ mở cho thức ăn dồn vào dạ dày. Thức ăn dồn vào dạ dày sẽ làm trung hòa với axit trong dịch vị và là nguyên nhân làm tâm vị đóng lại. Như vậy thức ăn sẽ chuyển từ thực quản xuống tâm vị. Tâm vị sẽ mở ra làm thức ăn dồn vào dạ dày. Sau khi thức ăn dồn vào dạ dày thì nó sẽ trung hòa với axit của dịch vị đi, và là nó sẽ kích thích làm cho tâm vị đóng lại. Và quá trình được diễn ra như thế này. Đấy, sau khi nó co bóp thì thức ăn sẽ chuyển xuống từ mô vị này, nó sẽ chuyển một lượng vi cấp xuống tá tràng, và từ cái tá tràng này nó sẽ có HCL. Đây này, ở đoạn cuối này chúng ta đọc này. Đấy, dịch vị tâm lý nó tiết ra một HCL rơi xuống tá tràng. Tá tràng sẽ kích thích nuôi lại mô vị và nó làm đóng chặt lại cái mô vị này. Đấy, cái quá trình của nó. Vậy thì hoạt động cơ học của dạ dày nó điều hòa nó giúp gì? Đó là nó giúp yếu tố điều hòa dạ dày, đó là căng thẳng, gastrin ở cơ hang vị, cơ vòng qua cái dạ dày của chúng ta co thắt mô vị, motilin thì nó giãn cơ co thắt mô vị. Vậy thì yếu tố điều hòa tại tá tràng, phản xạ ruột dạ dày ấy, khi mà điểm thế dương nó chuyển thành điểm thế âm, nhu động nó sẽ tăng lên trương lực mô vị, các hormone ví dụ CCK, GIP, somatostatin, statin, septin, đấy. Và đây là dạ dày, đây là một tâm vị, thân của dạ dày, môn vị, và đây phía dưới này là tá tràng. Cái này mình được tìm hiểu ở cái thời trung học cơ sở này. Này các bạn có nhớ không? Không nhớ chắc mình nhắc lại nhé. Hoạt động của dạ dày này, cơ chế này, cơ chế bài tiết HCL đúng không? Cái này tìm hiểu rất là, nếu mà tìm hiểu cụ thể thì nó rất dài dòng. Đấy. Vậy thì yếu tố nào ảnh hưởng đến bài tiết HCL? HCL đóng vai trò là gì? Là khi mà chúng ta ăn thức ăn vào thì dịch vị tâm lý sẽ tiết ra một lượng HCL làm rơi xuống tá tràng. Từ đó tá tràng đấy nó sẽ có một lượng kích thích làm ngược lại mô vị và giúp đóng mô vị lại. Và sau khi mỗi lần mà dạ dày nó co bóp ấy thì một lượng vi chất nó sẽ được chuyển xuống tá tràng. Đấy, nó mở ra. Các bạn hình dung được không?
acetylcholine, etamin, RCA2, gatrin, CA cộng cộng. Hoạt động bài tiết axit qua trừ các chất bài tiết khác, sơ đồ của nó. Để mà cụ thể hơn thì chúng ta vào lần lượt từng cái một, chứ rất là rắc rối ở phần này. Đây ở dạy thầy đây, phân vị này, máy vị, thân vị, hàng môn vị. Hàng môn vị có điều hòa axit trong thức ăn. Môn vị ở phía trên này là cơ vằn thực quản này, thì có cơ vằn thôi. Còn ở giữa này là nó có cơ dọc, cơ vằn và cơ chéo. Vậy thì ở dạ dày nó có những tế bào nào, loại tế bào nào, có 3 loại tế bào. Tế bào chính là tiết ra pepsinogen, dạng chưa hoạt hóa, sau đó nó chuyển thành pepsin, dạng tế bào viêm ở phần thân vị và hang môn vị. Nhiệm vụ của nó là tiết HCL và các yếu tố nội tại. Tuyến vị tại hang môn vị có thêm tế bào G tiết hormone, gastrin vào máu. Như vậy tại hormone hang môn vị chẳng những nó điều hòa axit trong thức ăn mà nó còn có tế bào G tiết hormone, gastrin vào máu nữa. Tế bào giống như tế bào ngứa crom thì nó sẽ tiết histamine như tác dụng của gastrin. Tế bào cổ thì nó tiết niêm dịch. Như vậy lớp niêm mạc của dạ dày được thay thế bởi thay thế mới mỗi 3 ngày. Thì 3 ngày nó sẽ, lớp niêm mạc nó sẽ thay thế một lần. Niêm mạc nó tạo ra nếp gấp các khối nhỏ. Dọc theo khối nhỏ là một loại tế bào. Chất tiết sẽ đổ vào hố nhỏ và đổ vào dạ dày. Đấy. Ba lớp co trơn, cơ trơn ấy. Cơ gì nào? Bao gồm cơ gì nào? Là nhớ lại xem nào. Cơ dọc, cơ vòng và cơ chéo, dọc vòng chéo. Khả năng giãn nở nó rất tốt và ăn từng bữa. Nhưng tiêu hóa và hấp thu thì thức ăn thì cả ngày. Việc mà tiêu hóa thức ăn ấy, dịch vị nó bao gồm bao nhiêu loại dịch vị? Pepsin tiêu hóa khoảng 20% protein thức ăn. Acid HCL thì nó sẽ hoạt hóa pepsin, nogen thành pepsin. Tấp nhầy sẽ tạo nên màng dai dai kìm ấy, bao phủ niêm mạc, bảo vệ niêm mạc khỏi tác dụng của HCL và pepsin. Thức ăn được chuyển thành dạng hồ hộp hóa nhão trong dạ dày và sẽ được chuyển xuống tá tràng môn vị. Đấy, trong một cái đoạn Yahoo này nó bảo là giúp mình quá trình tiêu hóa dạ dày với, thì có một bạn trả lời nó hay, đó là thức ăn được chuyển từ miệng. Ở đây là tinh bột, là một loại enzyme amylase có trong nước, bọt được chuyển hóa thành đường đơn và chuyển xuống dạ dày. Thì trong dạ dày có dịch vị bao gồm là nước, HCL, chất nhầy, pepsinogen. Chất nhầy sẽ giúp cho HCL và dạ dày không tiếp xúc vào và thành dạ dày không tiếp xúc vào nhau để cho thành dạ dày không bị HCL bào mòn. Cuối cùng các chất sẽ được cơ thành dạ dày co bóp và đưa tới ruột non. Ruột non có đầy đủ axit để ruột non chuyển hóa thành các chất dinh dưỡng đơn giản. Chất protein, tinh bột, glucid, lipid sẽ được chuyển hóa thứ tự thành các axit amin, đường đơn, axit béo, glycine, sau đó được hấp thụ qua ruột của thành non, và còn lại chất thải thì đưa đến ruột già và thải ra môi trường bên ngoài. Đấy. Chúng ta có thể tổng hợp lại hai một câu ngắn gọn thôi, cũng đơn giản thôi. Tiêu hóa dạ dày có hai quá trình: lý học và hóa học. Lý học là làm nhuyễn đảo trong thức ăn,
ta thấm đều dịch vị. Hóa học là enzym pepsin sẽ phân các protein thành các tủy ngắn để cho nó chuyển xuống dạ dày hấp thu các protein, acid amin, lipid, acid béo, glycine, acid nucleic, vân vân. Đấy, như là như thế. Như vậy thì thông qua cái chức năng chứa đựng thức ăn của dạ dày ấy, chúng ta sẽ thấy rằng là thức ăn càng vào thì dạ dày càng giãn ra, và khi cơ càng giãn ra hết mức thì áp suất xúc trong dạ dày ấy đột ngột tăng lên và làm cho ta có cảm giác no. Khi mà viêm dạ dày ấy thì trương lực cơ của dạ dày tăng lên, sức chứa đựng của dạ dày giảm và bệnh nhân ăn vào mau no và sẽ chán ăn. Đến cuối bữa ăn, thức ăn được chứa trong vùng thân một cách có thứ tự. Thức ăn vào trước sẽ nằm xung quanh, tiếp xúc với lớp niêm mạc dạ dày. Thức ăn vào sau sẽ được nằm ở chính giữa. Do cách sắp xếp như vậy nên giai đoạn đầu khi ăn ấy, dạ dày có hai quá trình tiêu hóa thức ăn. Đấy. Thức ăn nằm xung quanh đã ngấm dịch vị và được dịch vị tiêu hóa. Thức ăn ở giữa chưa ngấm dịch vị, pH còn trung tính nên enzym milaza đấy của nước bọt tiếp tục phân giải tinh bột chín thêm một thời gian nữa cho đến khi phần thức ăn ở giữa cũng đã ngấm dịch dịch vị thì enzym amylase của nước bọt mới ngừng hoạt động. Đấy. Một yếu tố nữa là chúng ta có bao giờ tự hỏi rằng là tại sao dạ dày co bóp không? Con trùng hợp đấy là gì không? Đó là có hai tác dụng: một, nhiều nhỏ thức ăn thêm một lần nữa và trộn đảo đều thức ăn với dịch vị tạo thành chất vị hay là nhũ chất đấy, đẩy nhũ chất nằm ở xung quanh xuống hang vị và ép cho khối nhũ chất này một áp suất lớn để mở môn vị, đẩy nhũ chất xuống á cả. Khi bệnh nhân bị hẹp môn vị để đẩy nhũ chất qua được môn vị ấy, nhu động phải tăng lên rất mạnh, gây ra triệu chứng đau bụng và xuất hiện dấu hiệu là bao vê đét là một trong những dấu hiệu chuẩn đoán hẹp môn vị. Ngoài ra trong môi trường dạ dày mà nó có quá nhiều axit, nhu động cũng tăng lên mạnh, gây đau bụng ở một số bệnh nhân mà bị loét dạ dày ấy. Chúng ta thường bảo là tại sao loét dạ dày là do axit trong môi trường dạ dày ấy. Nó tiếp xúc với thành bột và nó gây loét dạ dày, nó làm cho nhu động của cái dạ dày nó tăng lên mạnh, ví dụ như là trong khoảng 15-20 lần, nhưng mà có axit thì nó sẽ tăng lên là khoảng 10-15 giây trong một lần, và càng đến vùng hang thì nhu động nó càng mạnh, tạo nên cái sức co bóp nó lan từ vùng thân đến vùng hang dạ dày. Nó làm cho chúng ta cảm thấy đau quằn quại cái dạ dày ấy. Và như ban nãy mình nói về cái phần bài tiết dịch vị ấy, đây là tế bào niêm mạc này, tế bào bài tiết này, tế bào bổ tuyến này, tế bào viêm này, tế bào trứng này, và cuối cùng là dịch vị. Vậy thì dịch vị tiêu hóa ở bên trong dạ dày ấy do tuyến niêm mạc dạ dày bài tiết, dịch vị tiêu hóa của dạ dày là do tuyến niêm mạc dạ dày bài tiết, tuyến niêm mạc đâu? Đây này, do tuyến này bài tiết. Tùy thành phần dịch tiết mà có thể chia làm hai nhóm, nhớ con này nhóm đó. Nhóm thứ nhất là tuyến tâm vị và môn vị. Tâm vị tức là phần đầu ấy và môn vị là phần cuối bài tiết chất nhầy. Tuyến ở vùng thân là tuyến tiêu hóa chính của dạ dày, bao gồm ba loại tế bào: tế bào chính tiết ra các enzym, tế bào viêm là tế bào bài tiết, và acid HCl và yếu tố nội. Tế bào cổ tuyến là tiết ra chất nhầy. Ngoài ra toàn bộ niêm mạc dạ dày đều bài tiết ra HCl và một số ít chất nhầy. Dịch vị là hỗn hợp các bài tiết từ vùng khoảng là 2-2.5 lít trên 1 giờ. Các nhóm enzym tiêu hóa chúng ta tìm hiểu nhóm này nhé. Phần này mình sẽ không đọc mà các bạn hãy liếc qua để xem được các enzym tiêu hóa có vai trò gì, tại sao nó lại cắt được các chuỗi dài, chuỗi ngắn,
trong môi trường axit. Tại sao có thủy phân được các triglycerid được nhiều hóa sẵn trong thức ăn? Chemosin này là enzyme tiêu hóa sữa có vai trò quan trọng ở trong trẻ con khi bú mẹ, có tác dụng phân giải một loại protein đặc hiệu trong sữa thành carcinogen và casein, làm sữa đông gói lại, casein sẽ giữ lại trong dạ dày để pectin tiêu hóa. Đấy. Và acid HCl không phải enzyme tiêu hóa, nó đóng vai trò quan trọng trong việc trong quá trình tiêu hóa, thì nó có tác dụng là làm tăng hoạt tính của pectin thông qua cơ chế hoạt hóa và tạo môi trường pH thích hợp cho pectin hoạt động. Thủy phân chelator ở trong non hoặc là nó giúp cho tế bào viền, theo cơ chế là tế bào viền sẽ tiết ra HCl dưới dạng là H cộng và CL trừ. Đấy. Như vậy thì trong nguyên tắc của chúng ta điều trị bệnh loét dạ dày ấy, thì người ta sẽ dùng một loại thuốc ức chế enzyme H cộng và K cộng để làm giảm bài tiết axit HCl ở tế bào viền, làm giảm axit xuống. Và các thuốc này được gọi là thuốc ức chế bơm proton. Các chất nhầy, đối với các chất nhầy là bản chất nó là gồm có các glycoprotein, nó bài tiết ra ở tuyến ngôn vị, tâm vị và tế bào cổ tuyến. Chất nhầy sẽ kết hợp với CO3 để tạo nên một màng bền vững khoảng 1 đến 1,5 mm bao phủ toàn bộ niêm mạc dạ dày, tạo nên hàng rào hydrocarbon, tạo ra binocarbon bảo vệ niêm mạc, chống lại sự khuếch tán ngược của H cộng từ dịch vị vào niêm mạc dạ dày. Tính như vậy mà các tác nhân tổn thương hàng rào nhầy binocarbon như rượu ấy, chất cay, chất chua, chất muối mật ấy, các chất giảm chống viêm ấy sẽ gây ra bệnh loét dạ dày. Và ngược lại, các yếu tố làm tăng sức bền của hàng rào này sẽ bảo vệ được bệnh điều trị bệnh loét dạ dày, ví dụ như là cytotec, sucralfate, điều hòa dịch vị, bài tiết điều hòa bài tiết dịch vị có bao gồm hai cơ chế thần kinh và bao gồm hai cơ chế thần kinh và thể dịch. Thần kinh thì có thần kinh nội tại và thần kinh trung ương. Cơ chế thể dịch thì có gastrin và gastrin line, ketamin. Hấp thu ở dạ dày đây, sắt, đường, nước, rượu. Rượu thì lưu ý là chúng ta uống rượu vào được hấp thu dạ dày theo hình thức vận chuyển thụ động. Riêng khi mà trẻ bú mẹ, dạ dày có thể hấp thu được 25% chất dinh dưỡng trong sữa mẹ. Đây, chúng ta sẽ có một cái bảng so sánh hoạt động biến đổi thức ăn ở dạ dày, bao gồm lý học. Lý học các hoạt động tham gia là gồm sự tiết dịch vị và sự co bóp của dạ dày. Biến đổi hóa học là có sự hoạt động của enzyme pectin. Các thành phần tham gia hoạt động đó là khi mà lý học ấy nó bao gồm tính vị và các cơ của dạ dày, còn khi mà hóa học ấy có enzyme pectin tác dụng hoạt động đối với lý học, nó sẽ hòa loãng thức ăn, tạo trong thức ăn. Đối với lý học nó, đối với hóa học nó sẽ cắt cái bột protein chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3 đến 10 axit amin. Đây là pectinogen sẽ được tác dụng với sự chuyển hóa của HCl tạo thành pectin. Sau khi pectin thì nó sẽ chuyển thành pH. Ban đầu là gồm các chuỗi protein chuỗi dài gồm nhiều axit amin, nhưng sau đó nó được cắt ngắn lại thành 3 đến 10 axit amin. Đấy. Vậy thì chúng ta có những câu hỏi như sau. Sự đẩy xuống thức ăn xuống ruột nhờ hoạt động của các cơ qua một phần nào? Đó là nhờ sự hoạt động co của các cơ dạ dày và sự co cơ vòng ở môn vị. Loại thức ăn của glucid và lipid được tiêu hóa trong dạ dày như thế nào? Đó là một phần nhỏ tinh bột sẽ được phân giải nhờ enzyme amylase trộn đều trong khoang miệng ấy, tạo thành maltose ở giai đoạn đầu khi thức ăn chưa trộn đều đến dịch vị. Lipid thì không tiêu hóa trong dạ dày đâu. Hãy thử giải thích vì sao protein trong thức ăn bị dịch vị phân hủy, nhưng protein trong lớp niêm mạc dạ dày được bảo vệ và không bị phân hủy. Đó là nhờ chất nhầy bài tiết, các tế bào tiết ra chất nhầy ở cổ tuyến vị. Các chất nhầy này phủ lên bề mặt niêm mạc và ngăn cách các tế bào niêm mạc với pectin.
Như vậy thời gian lưu lại trong thức ăn dạ dày là từ 3 đến 6 tiếng tùy vào loại thức ăn. Đấy. Chúng ta có những câu hỏi như sau. Biến đổi lý học của dạ dày bao gồm A. Sự tiết dịch vị. B. Sự co bóp dạ dày. C. Nhà trong thức ăn. D. Cả ba đều đúng. Đó là cả ba đều đúng. Mọi hoạt chất, loại chất không được tiêu hóa dạ dày đó là tùy biết. Enzyme tiêu hóa và dịch vị là pectin. Rồi ok, chúng ta kết thúc cái bài đây. Chúng ta có thể xem cái video ở đây này. Cho xem. In digestion, food is changed by the organs into a soluble form to be absorbed by the body. Food in the mouth is mixed with saliva. Saliva begins to dissolve the food as the teeth grind and cut it. The larynx is pulled upward to meet the epiglottis and seal off the trachea. Food goes from the pharynx to the esophagus. Food moves down the esophagus by peristalsis. The peristaltic wave reaches the esophageal sphincter and food enters the stomach. The unique muscular structure of the stomach breaks up the food into small pieces called chyme. Chyme exits through the pyloric sphincter into the duodenum of the small intestine. The major portion of absorption and digestion occurs in the small intestine. Và chúng ta kết thúc cái bài buổi học về sinh lý quá trình tiêu hóa ở trong dạ dày. Chúng ta nhớ là bao gồm hai quá trình co bóp cơ học và quá trình tiêu hóa hóa học. Đối với môn vị thì môn vị có vai trò là đóng mở môn vị. Đấy. Sự co bóp của dạ dày sẽ gây áp lực làm mở môn vị và một lượng vi chất đẩy xuống tá tràng. Đối với phần thành cơ dạ dày thì nó sẽ co bóp mạnh thức ăn, sẽ được nghiền nát nhào trộn với dịch vị để biến thành một dịch lỏng gọi là vi chất đấy. Đấy. Còn đối với thân và hạ vị thì khi mà chúng ta đói thì dạ dày chúng ta sẽ co bóp rất mạnh. Nó tăng lên cả về tần số lẫn cường độ. Đấy. Tâm vị tức là phần đầu của dạ dày ấy thì sẽ nhiệm vụ của nó là cho thức ăn dồn vào dạ dày. Thức ăn sẽ dồn vào dạ dày, nó sẽ được trung hòa với axit vị. Đấy. Còn đối với hóa học thì tế bào sẽ tiết ra ACL, tế bào cổ tuyến thì tiết ra chất nhầy mucin, tế bào nội tiết thì sẽ tiết ra hormone gratin. Tuyến vị thì nó tạo ra các túi đựng dịch vị nữa và bề mặt phủ lớp chất nhầy để bảo vệ tác dụng của dịch vị. Kết thúc cái buổi học về dạ dày tại ngày hôm nay. Và thông qua buổi học chúng ta có thể biết tại làm sao mà dạ dày bị đau, tại sao dạ dày bị bể lép. Và để mà giảm, để mà điều trị các bệnh đó thì người ta phải làm như thế nào, cơ chế như thế nào.